What's up YouTube, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với Blockchain Gamer. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn, chúng ta sẽ tham gia một cái nhiệm vụ trong một cái sự kiện kết hợp đặc biệt giữa game Pixel và game Cyberpunk Genkai. Cyberpunk Genkai là một cái game NFT khá là hoành tráng, vừa được ra mắt trên Ronin Network. Đây, chúng ta có thể xem sơ qua về cái trang web của họ. Nét vẽ thì khá giống như là Sun Goku vẽ, giống như là Bảy Viên Ngọc Rồng. Là một cái game thì mình cũng chưa nghiên cứu qua, nhưng mà vừa rồi thì họ đã đưa ra những cái sự kết hợp với lại Ronin trên. Và trong cái sự kiện lần này thì chúng ta sẽ có được một cái sự kết hợp giữa game Cyberpunk Genkai và game Pixel, là hai con game của nhà Ronin nha các bạn nhé. Và chúng ta có thể thấy là các cái NFT của cái game Cyberpunk Genkai này đang rất là đắt tiền nha các bạn nhé. Đấy. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái vật phẩm mà của cái game Cyberpunk Genkai này được giấu ở trong game Pixel của chúng ta, để chúng ta chuẩn bị cho cái sự kiện là sắp tới. Thì bây giờ từ trung tâm thành phố, các bạn hãy đi lên phía công viên nhé các bạn nhé. Các bạn đi lên phía công viên và chúng ta đi thẳng lên. Chúng ta đi tít lên cái nhà mà bốc thăm trúng thưởng nhé các bạn nhé. Đây, hôm nay mạng hơi lag một chút xíu. Và các bạn đi ra đằng sau này. Đây, mình đi hơi nhầm, chúng ta phải đi vòng ra. Chúng ta phải đi vòng chứ không đi qua cái hàng rào được. Không nhảy qua hàng rào được. Rồi, ở sau cái nhà màu hồng này thì có dấu ba cái không cyber. Đây, không chill. Thì chúng ta sẽ nhặt ba cái cục cong chiêu này nhá, là một cái sản phẩm rất là hiếm và đặc biệt, để sử dụng nó để power the MS cons. Thì không biết thì khi nào thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra, nhưng mà tất cả các bạn hãy nên thu thập những cái mảnh cong cyber này, cong chiêu này, tại vì những cái sự kiện mà kết hợp giữa game Pixel và các game khác của nhà Ronin thì thường sẽ airdrop cho chúng ta một cái những cái lượng vật phẩm khá là tốt nha các bạn nhé. Rồi, tổng cộng thì chúng ta sẽ có 7 cái mảnh Conchium này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi nhặt tiếp nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ phù về trung tâm thành phố. Đi bộ thì nó sẽ khá là lâu nha các bạn nhé. Hiện tại thì mình cũng chưa biết là những cái mảnh này sẽ dùng làm gì. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có những mảnh này thì chúng ta mới có thể làm được cái nhiệm vụ trong một vài ngày sắp tới, khi mà cái sự kiện này nó ra mắt. Thì từ thành phố chúng ta sẽ đi xuống cái bưu điện nha các bạn nhé. Chúng ta đi vào bưu điện. Rồi, đây chúng ta sẽ thấy một cái mảnh công cyber ở trong đây, mảnh cong chiêu. Rồi chúng ta đã được 4 mảnh này nha các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái tòa nhà này, tòa nhà anten nha các bạn nhé. Đây, ở đây chúng ta cũng có một mảnh cong chiêu. Rồi, vậy là chúng ta đã được 4 mảnh công chiêu rồi. Giờ chúng ta sẽ đi lấy tiếp. À, chúng ta đã được 5 mảnh rồi. Giờ chúng ta đi nhặt 2 mảnh nữa là đủ bộ nha các bạn nhé. Các bạn hãy tranh thủ nhặt đi, tại vì có thể là hôm sau sẽ khá là khó nhặt. Nó có thể bị thất lạc đi đâu đấy chẳng hạn, hoặc là cái sự kiện này nó diễn ra cực kỳ nhanh, thì sẽ rất khó cho chúng ta để có thể là nhặt đủ những cái mảnh không chiêu này. Đây, các bạn đi xuống bãi biển nhé. Rồi các bạn đi sang bên trái.
Đấy, cái sự kiện ngày xưa kết hợp với Mocha là cũng như chúng ta airdrop khá là lớn nhé các bạn nhé. Phần thưởng cũng nhiều lắm. Đây có một cái mảnh ở trong lùm cây này nha các bạn nhé. Rồi, chúng ta lấy một miếng Conchium. Và ở trong đây có con sâu, có bé sâu. Mình bắt bé sâu này luôn. Và một cục nữa nằm ở trong cái đống này. Mình cũng đây. Không biết có với tới không ta? Không tới rồi. Đi sâu vào trong đây. Nằm rất là sâu nha các bạn nha. Rồi, vừa rồi là mình đã lấy đủ cái 7 cái miếng là con chium để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Trong cái sự kết hợp của game Pixel và Cyberpunk Genkai là một cái tựa game cũng chuẩn bị được phát triển ở trên Ronin Network nha các bạn nhé. Bổ sung thêm một chút thông tin cho tất cả các bạn, đó chính là cái cong Zium này đang được giao dịch ở trên chợ với giá khá là cao nha các bạn nhé, và không có nhiều người có hàng để bán đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ là giá của nó khoảng là tầm 1.900 nhé, 1.900 mà nhân cho 7 cái thì chúng ta cũng được xấp xỉ là 13.000 cho cái nhiệm vụ này rồi. Nếu mà chúng ta không muốn làm nhiệm vụ này về sau á, thì chúng ta có thể bán ngay những cái cục cong diêm này đi để lấy 13.000 nha các bạn nhé. Vậy thì chúc các bạn sẽ cũng có thể nhận được 7 cái con chim này và chúng ta cất đi để chờ đợi khi mà cái sự kiện này ra mắt thì chúng ta có thể thực hiện ngay để nhận được những cái airdrop cũng như là phần thưởng đến từ Cyber Công Genkai nha các bạn nhé. Bây giờ thì video cũng đã dài, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho Blockchain Gamer nhé. Suýt nữa thì quên.